Chào các bạn, mình là Lộc, quản trị viên tại website phạmlocklock.com và xử lý lương.com. Video này mình sẽ giải thích cho các bạn vì sao mà chúng ta sẽ chạy chung và chạy riêng biến độc lập với lại biến phụ thuộc trong phân tích nhân tố khám phá eFay. Nội dung video thì chúng ta sẽ đi qua 8 cái bục nhỏ như thế này ha, thì mình có thể gộp hoặc là tách riêng tùy theo cái nội dung mà mình sẽ trình bày phía sau thôi. Ok, trước khi đi vào cái phần nội dung là chạy chung hay chạy riêng á, chúng ta sẽ cần nắm lại được lý thuyết về biến độc lập với lại biến phụ thuộc ha. Biến độc lập với lại biến phụ thuộc. Ở đây mình có một cái mô hình đơn giản như thế này. Đây. Biến lương thưởng phúc lợi, biến cơ hội đào tạo thăng tiến ha, danh sách biến ở bên trái này nè, nó gọi là các cái biến độc lập. Và này, sự hài lòng được gọi là biến phụ thuộc ha. Biến độc lập và biến phụ thuộc được biểu diễn ở hai đầu của một mũi tên. Biến độc lập nằm ở góc của mũi tên, còn biến phụ thuộc nằm ở phần nhọn của mũi tên ha. Mũi tên nó sẽ biểu diễn cho cái mối tác động đó. Thì một cái mũi tên như thế này, nó gọi là một cái mối quan hệ. Thì cái mối quan hệ này nó sẽ gồm hai biến ha. Một biến tác động là biến độc lập và biến chịu tác động là biến phụ thuộc. Rồi, đối với cái mô hình thứ hai như thế này, trong cái mũi tên từ nhận biết thương hiệu tới chất lượng cảm nhận thì nhận biết thương hiệu là biến độc lập, chất lượng cảm nhận sẽ là biến phụ thuộc. Rồi, từ chất lượng cảm nhận lên sự yêu thích thương hiệu thì lúc này chất lượng cảm nhận nằm ở phần gốc của mũi tên thì nó là biến độc lập, còn sự yêu thích thương hiệu nó nằm ở phần nhọn của mũi tên thì nó là biến phụ thuộc. Lúc này biến chất lượng cảm nhận nó vừa đóng vai trò là phụ thuộc trong mối quan hệ này, nhưng nó lại đóng vai trò là độc lập trong mối quan hệ kia. Thì chúng ta gộp cả hai cái mối quan hệ đó chung lại với nhau á, lúc này biến chất lượng cảm nhận nó còn có một cái tên gọi khác là biến trung gian đó. Thì chúng ta sẽ gọi biến chất lượng cảm nhận là biến độc lập, biến phụ thuộc hay là biến trung gian thì tất cả tên gọi đều là đúng, đều là phù hợp nha các bạn. Nếu mà chúng ta gọi biến chất lượng cảm nhận là biến độc lập, nếu chúng ta xét nó mối quan hệ với lại biến sự yêu thích thương hiệu, nếu chúng ta gọi nó là biến phụ thuộc, nếu chúng ta xét nó trong mối quan hệ với biến độc lập là nhận biết thương hiệu, còn chúng ta gọi nó là biến trung gian, nếu chúng ta xét nó trong mối quan hệ giữa biến nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận và sự yêu thích thương hiệu ha, tên gọi nào cũng đúng nha các bạn. Thì đây, cái vai trò độc lập và phụ thuộc nó sẽ là như vậy ha. Độc lập luôn luôn nằm ở phần gốc mũi tên và phụ thuộc nằm ở phần nhọn của mũi tên. Tiếp theo đó là cái sự tương quan giữa biến độc lập với lại biến phụ thuộc. Khi mà chúng ta đã xây dựng nên một cái mối quan hệ tác động, chúng ta biểu diễn nó trên mô hình là biến độc lập rồi hướng mũi tên về biến phụ thuộc, thì chúng ta luôn luôn đặt ra một cái kỳ vọng rằng tồn tại cái mối tác động đó, và cái sự tác động đó là cái sự tác động nó đủ lớn để nó hình thành nên cái mối tác động đó. Mặc định nó sẽ là như vậy nha các bạn ha. Có nghĩa là khi chúng ta đã thiết lập nên một cái mối quan hệ rồi thì chúng ta luôn luôn kỳ vọng, chúng ta luôn giả định rằng sẽ tồn tại cái mối quan hệ đó, và chúng ta kỳ vọng luôn có cái sự tác động từ biến độc lập lên cái biến phụ thuộc đó. Và khi cái sự tác động, khi có cái sự tác động từ biến độc lập lên biến phụ thuộc, xác suất rất là cao và khả năng rất là cao là tồn tại cái mối tương quan từ trung bình cho đến mạnh giữa biến độc lập và biến phụ thuộc đó. Như vậy thì khi mà chúng ta thiết lập một cái mối quan hệ tác động đó, thì mô hình chung chúng ta cũng đang kỳ vọng rằng tồn tại một cái sự tương quan rất là tốt giữa cái biến độc lập với lại cái biến phụ thuộc. Tiếp theo là mối quan hệ giữa tương quan và giá trị R bình nợ trong hồi quy. Trong hồi quy á, chúng ta sẽ có một chỉ số gọi là giá trị R bình, thì ha, giá trị R bình phương. Giá trị R bình phương này nó biểu thị cho cái mức độ tác động hay là cái mức độ giải thích của biến độc lập lên biến phụ thuộc. Nếu biến độc lập tác động mạnh lên biến phụ thuộc thì giá trị R bình nó sẽ cao. Nếu biến độc lập tác động yếu lên biến phụ thuộc thì giá trị R bình nó sẽ thấp. Ở đây chúng ta sẽ liên kết với lại mối quan hệ ở cái phần mục số 2. Đó, khi thiết lập một cái mối quan hệ tác động giữa độc lập với phụ thuộc, chúng ta luôn kỳ vọng có cái sự tương quan cao giữa độc lập và phụ thuộc. Rồi, mà cái sự tương quan này nó có mối quan hệ rất là chặt chẽ với cái mối quan hệ tác động. Khi mà biến độc lập tác động mạnh lên biến phụ thuộc, lúc này biến độc lập cũng sẽ có tương quan khá là cao với lại biến phụ thuộc.
Rồi, mà trong hội quy á, giá trị R bình nó lại biểu thị cho cái mức độ tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc. Chính vì vậy mà cái mối tương quan giữa độc lập và phụ thuộc nó cũng có cái mối liên kết thuận với lại giá trị R bình ha. Ở đây mình sử dụng từ ngữ là mối liên kết thuận, chứ mình không nói là cái mối liên hệ nhân quả ha. Tương quan với tác động nó không phải là mối liên hệ nhân quả, có nghĩa là tương quan cao thì bắt buộc hội quy nó phải cao, tương quan thấp bắt buộc hội quy nó phải thấp. Mà đây mình sử dụng là mối liên hệ liên kết, có nghĩa là khả năng xác suất xảy ra tình huống dạy thì nó rất là cao, do công thức tính hội quy nó khác, còn công thức tính tương quan nó khác nha các bạn. Rồi, chốt lại ở cái mục số 3 này, chúng ta cần phải biết là nếu mà độc lập với lại phụ thuộc á, nó có sự tương quan cao thì R bình ở cái phần hội quy nó sẽ cao. Tiếp theo mục số 4 đó là sự tương quan và tính phân biệt trong EFI ha. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái mối liên hệ giữa hai cái khái niệm này. Rồi, trong ma trận xoay EFI á, cái tính phân biệt nó sẽ được thể hiện ở việc biểu diễn các cái nhóm cấu trúc nhân tố ở từng cái cột ở trong ma trận xoay này. Nhóm DT được bố trí ở cột số 1, nhóm LD được bố trí ở cột số 2. Hai cột này nó tách biệt nhau, thì lúc này chúng ta sẽ nói là DT và LD phân biệt với nhau, hay là cả hai nhóm thang đo này đảm bảo tính phân biệt giữa chúng ha. DT là một khái niệm nó nằm ở một cột riêng, và LD là một khái niệm nằm ở một cột riêng, thì có nghĩa là nó phân biệt. Nếu hai nhóm này mà nó hội tụ chung về một cột á, thì lúc này tính phân biệt giữa hai cái nhóm thang đo này sẽ bị vi phạm. Thì ở đây á, nó có cái sự tương quan giữa cái tính phân biệt này với lại cái mối tương quan giữa biến DT và cái LD. Đảm bảo tính phân biệt giữa DT và LD khi hai cái nhóm cấu trúc này nó có mối quan hệ tương quan không cao, hay là mối quan hệ trung bình hoặc là thấp. Đó, nếu mà giữa DT với lại LD á, mà nó tương quan cao, tương quan mạnh, thì hai nhóm này nó sẽ bị vi phạm tính phân biệt, và ở đây nó sẽ được gom chung về một cột, nó không tách riêng ha. Cái việc mà tách riêng để đảm bảo tính phân biệt trong EFI á, nó yêu cầu là dữ liệu giữa hai cái nhóm DT và LD này nó phải có cái sự tương quan thấp. Từ mục số 3 và mục số 4 á, mục số 3 chúng ta tìm hiểu mối quan hệ giữa tương quan với R bình trong hội quy. Mục số 4 chúng ta lại tìm hiểu tương quan và tính phân biệt trong EFI. Có nghĩa là R bình hội quy và tính phân biệt trong EFI, hai thằng này nó đều có cái sự liên kết với cái mối tương quan giữa các cấu trúc biến với nhau. Thì chúng ta sẽ đi tới cái mục số 5 là mối quan hệ giữa R bình hội quy và tính phân biệt trong EFI. Giá trị R bình hội quy cao có nghĩa là biến độc lập nó sẽ tác động mạnh lên biến phụ thuộc. Mà biến độc lập tác động mạnh lên biến phụ thuộc thì nó sẽ yêu cầu là độc lập phải có tương quan mạnh với phụ thuộc. Mà độc lập tương quan mạnh với phụ thuộc á, thì tính phân biệt giữa độc lập và phụ thuộc phải thấp. Tính phân biệt giữa độc lập và phụ thuộc thấp thì EFI giữa độc lập với lại phụ thuộc nó sẽ bị gộp chung với nhau, nó không thỏa mãn được tính phân biệt ha. Hay là cái biến độc lập với lại cái biến phụ thuộc nó sẽ bị gom chung về một cột, chứ nó không tách riêng ra ở hai cột được. Rồi, EFI nhóm độc lập và nhóm phụ thuộc mà tách nhau ra thành từng cột riêng lẻ thì khi này tính phân biệt giữa độc lập và phụ thuộc sẽ cao. Độc lập lúc này sẽ tương quan yếu với lại phụ thuộc. Đó, và khi độc lập có tương quan yếu với lại phụ thuộc thì độc lập tác động yếu lên biến phụ thuộc, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là R bình của cái phép hồi quy đó nó sẽ thấp. Ở đây á, chúng ta sẽ thấy có một cái sự nghịch chiều giữa giá trị R bình hồi quy với lại cái tính phân biệt trong EFI. Trong phân tích định lượng á, chúng ta luôn kỳ vọng rằng cái giá trị R bình hồi quy nó sẽ cao. Bởi vì sao? R bình hội quy nó là cái chỉ số nó thể hiện cái mức độ tác động hay là cái mức độ giải thích của cái biến độc lập lên biến phụ thuộc. Mà khi chúng ta đã xây dựng một cái mối quan hệ tác động á, chúng ta luôn kỳ vọng hay là chúng ta đã giả định rằng tồn tại cái mối tác động đó, và chúng ta luôn kỳ vọng là nó sẽ tốt, nó sẽ cao, nó sẽ có cái sự tác động đó. Nên là chúng ta kỳ vọng là R bình hội quy cao. Nhưng mà R bình hội quy cao á, nó lại kéo theo là tính phân biệt giữa độc lập và phụ thuộc thấp. Rồi, trong EFI á, thì chúng ta lại kỳ vọng là EFI độc lập nó sẽ tách với phụ thuộc để tách thành hai nhóm để đảm bảo tính phân biệt trong EFI mà. Rồi, nhưng mà EFI á, nó tách giữa độc lập với phụ thuộc thì nó lại yêu cầu là cái tính phân biệt giữa độc lập phụ thuộc lại cao.
Ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái sự mâu thuẫn trong này. Đó, chúng ta kỳ vọng vừa R bình cao, vừa Y bay giữa độc lập và phụ thuộc nó phải tách nhau. Nhưng hai thằng này á, nó lại yêu cầu cái sự phân biệt giữa độc lập và phụ thuộc nó trái ngược nhau hoàn toàn. R bình thì còn cái sự phân biệt thấp, còn Y bay mà tách nhóm á, thì nó còn cái sự phân biệt phải là cao. Thì chúng ta có thấy cái sự mâu thuẫn ở đây hay không? Thì đây chính là cái vấn đề mà chúng ta cần phải đi trả lời để mà quyết định là chạy chung hay là chạy riêng Y bay giữa độc lập với lại phụ thuộc. Ở đây á, chúng ta sẽ quay lại xét về cái vai trò biến giữa độc lập và phụ thuộc ha. Độc lập với lại phụ thuộc á, ngay từ đầu chúng ta gọi là cái tên độc lập với lại cái tên phụ thuộc bởi vì chúng ta đã mặc định, giả định tồn tại cái mối tác động từ độc lập với phụ thuộc rồi ha. Và cái mối tác động này chúng ta đã từ đầu là kỳ vọng là nó sẽ có cái mối tác động tốt, tác động từ trung bình cho tới mạnh. Đó, có nghĩa là khi chúng ta xác định giữa độc lập và phụ thuộc là chúng ta đã mặc định là nó phải có cái tương quan mạnh giữa độc lập với phụ thuộc đó rồi. Mà mặc định á, nó đã có cái sự tương quan mạnh giữa độc lập với phụ thuộc rồi thì nó không thể đảm bảo được là cái tính phân biệt giữa độc lập và phụ thuộc cao được. Chính vì vậy mà về nguyên tắc tương quan dữ liệu giữa vai trò biến độc lập với phụ thuộc, chúng ta bắt buộc phải chạy EMA riêng giữa độc lập với phụ thuộc thì nó mới phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số quan điểm của những cái tác giả nổi tiếng ha. Họ nói gì về cái vấn đề chạy chung với lại chạy riêng trong EMA. Ở Việt Nam á, thì trong sách của Nguyễn Đình Thọ năm 2012 thì tác giả cũng đã đề cập tới cái vấn đề này rồi. Đó là khi sử dụng phép quay vuông góc thì không được đưa biến phụ thuộc vào chung với biến độc lập để cùng phân tích Y vay. Về cái thuật ngữ là phép quay vuông góc á, cái phần này các bạn cũng không nhất thiết phải đi hiểu sâu đâu. Các bạn cứ hiểu là phép quay vuông góc á, nó giả định rằng có tồn tại cái sự tương quan giữa độc lập với phụ thuộc đó. Có nghĩa là khi có tương quan giữa độc lập với phụ thuộc thì chúng ta sẽ không chạy chung Y vay giữa độc lập và phụ thuộc. Quan điểm của Nguyễn Đình Thọ nó sẽ là như vậy. Rồi, tiếp theo là quan điểm của Heo và Cộng sự năm 2010. Thì tác giả này cũng nói là việc gộp chạy chung các biến độc lập và phụ thuộc trong một phân tích nhân tố khám phá và sau đó kiểm tra lại mối quan hệ phụ thuộc là không phù hợp. Có nghĩa là Heo và Cộng sự cho rằng trong một lần chạy Y vay không có khái niệm là độc lập với phụ thuộc. Có nghĩa là các cái biến được đưa vào Y vay nó không phân biệt vai trò giữa độc lập với phụ thuộc mà các biến nó đều là độc lập với nhau. Đó, thì một lần chạy Y vay nó mới là phù hợp. Còn nếu mà bạn đã chia ra làm độc lập với phụ thuộc rồi thì chúng ta cho vào chạy chung như vậy nó sẽ không phù hợp ha. Tương tự quan điểm của Heo và một nhóm cộng sự khác năm 2015 cũng đưa ra cái quan điểm tựa như là năm 2010. Đó, thì ở đây á, chúng ta đã có được hai cái nguồn thông tin rất là tốt để mà ủng hộ cho cái việc chạy riêng Y vay giữa độc lập với lại phụ thuộc. Thứ nhất á, là về cái lý thuyết, cái mối quan hệ tương quan giữa độc lập với phụ thuộc. Đó là ủng hộ cho chúng ta là phải chạy riêng giữa độc lập với phụ thuộc. Và thứ hai là chúng ta cũng có một số cái quan điểm của những tác giả nổi tiếng ở đây. Thì họ cũng cho rằng việc đã xác định được vai trò độc lập với phụ thuộc thì chúng ta nên chạy riêng Y vay, chúng ta không nên cho vào chạy chung. Vậy thì cái việc mà tách ra chạy riêng giữa độc lập với phụ thuộc nó có đúng hay không? Nếu nó đúng, tại sao người ta không sử dụng mà người ta lại đi chạy chung? Và hiện nay ở Việt Nam cũng có rất là nhiều luận văn ở cấp độ thạc sĩ hay là tiến sĩ họ sử dụng là chạy chung. Vậy là khi nào sẽ chạy chung, còn khi nào là sẽ chạy riêng? Chúng ta sẽ quay lại hai cái dạng mô hình. Trong nghiên cứu chúng ta sẽ có hai dạng mô hình. Một là cái dạng mô hình đơn giản ha. Mô hình đơn giản nó chỉ đơn thuần là như một cái ví dụ như này thôi. Đó, chúng ta xác định được cái biến độc lập và biến phụ thuộc nó rất là dễ dàng và nó không có cái biến trung gian, hoặc là cái biến trung gian nó có nhưng mà nó chỉ có một biến thôi. Nó rất là đơn giản, mô hình nhìn vào thì có thể dễ dàng xác định được vai trò biến rất là rõ ràng. Rồi, một cái dạng thứ hai đó, đó là dạng mô hình phức tạp hơn. Ví dụ như mô hình ở đây, các bạn thấy này, nhận biết thương hiệu tác động lên chất lượng cảm nhận, rồi chất lượng cảm nhận lại tác động lên sự yêu thích thương hiệu, rồi bên đây ý định sản phẩm lại tác động lên sự yêu thích thương hiệu. Các cái mối quan hệ tác động nó rất là lằng nhằng với nhau và nó xuất hiện khá là nhiều cái mối quan hệ trung gian hay là cái biến trung gian ở trong mô hình này. Và việc xác định vai trò biến á,
để một biến nó có một chức năng duy nhất á, nó rất là khó ở trong mô hình này. Biến nhận biết thương hiệu là biến độc lập trong mối quan hệ với lại chất lượng cảm nhận, nhưng nó lại là biến phụ thuộc trong thái độ với siêu thị. Rồi cái biến chất lượng cảm nhận này nó là phụ thuộc đối với nhận biết thương hiệu, nhưng nó lại là độc lập đối với sự yêu thích thương hiệu. Thì ở đây á, cái chức năng biến á, nó không có rõ ràng và nó rất là lằng nhằng ở đây. Thì nếu mà chúng ta áp dụng theo cái công thức á, là EV phải chạy riêng giữa độc lập với lại phụ thuộc, thì ở cái mô hình đơn giản mọi thứ nó rất là đơn giản theo tính chất của mô hình luôn. À, chúng ta phân biệt được cái độc lập này, chúng ta phân biệt được cái phụ thuộc, thì chúng ta chạy riêng, chúng ta chạy riêng cho 6 cái nhóm này riêng một cái EV, rồi chúng ta chạy riêng cho cái nhóm sự hài lòng này riêng một cái EV. Đó, thì nó kết thúc công việc ở đó, nó không có vấn đề gì tranh cãi ở đây cả. Nhưng đối với cái dạng mô hình phức tạp thì nó sẽ ra sao? Giả sử ở đây này, chúng ta xét cái biến nhận biết thương hiệu. Rồi, biến này là biến độc lập trong cái mối quan hệ với chất lượng cảm nhận, thì chúng ta sẽ chạy riêng EV giữa nhận biết thương hiệu và EV riêng chất lượng cảm nhận, đúng không? Rồi, nhưng mà cái biến nhận biết thương hiệu này nè, nó lại là biến phụ thuộc đối với thái độ với chiêu thị. Thì nhận biết thương hiệu này sẽ chạy riêng EV, rồi thái độ chiêu thị này nó sẽ chạy riêng EV. Rồi biến sự yêu thích thương hiệu, nó là biến phụ thuộc của chất lượng cảm nhận, thì lúc này chất lượng cảm nhận sẽ chạy riêng một EV và sự yêu thích thương hiệu chạy riêng một EV. Ở đây chúng ta sẽ thấy á, với cái mô hình như thế này nè, nó có 6 biến thôi mà gần như chúng ta phải chạy đến 6 lần EV rồi, và mỗi lần như vậy á, chúng ta chạy á, chúng ta chỉ chạy cho một cái nhóm đó, chạy riêng cho thái độ chiêu thị, chạy riêng cho nhận biết thương hiệu, chạy riêng cho chất lượng cảm nhận và chạy riêng cho sự yêu thích thương hiệu. Thì về mặt nguyên tắc hay là những quan điểm của những tác giả kia thì nó đúng, à, cái việc chạy như vậy nó phù hợp, nó đúng. Bởi vì độc lập thì chạy riêng độc lập, phụ thuộc thì chạy riêng phụ thuộc. Nhưng lúc này á, cái chức năng của EV á, nó lại không có phát huy được, nó hoàn toàn không có bất kỳ một cái công dụng nào ở đây hết. Bởi vì á, EV chúng ta đi xem xét cái tính phân biệt giữa các cấu trúc, và chúng ta kỳ vọng rằng các cái nhóm cấu trúc á, nó sẽ tách thành từng cái cột riêng lẻ ở trong ma trận xoay EV. Nhưng mà hôm nay chúng ta chạy mỗi lần á, chỉ có một cái nhóm biến thôi. Mà nếu chỉ có một nhóm biến thì nó không thể phân thành cột được. Bởi vì chỉ có một nhóm biến thôi đó, thì chúng ta không có đánh giá được cái tính phân biệt giữa nó với lại những cái yếu tố khác được. EV một mặt thì lý thuyết nó sẽ ủng hộ việc chạy EV riêng giữa độc lập với phụ thuộc. Nhưng về mặt thực tế á, về mặt thực nghiệm mà chúng ta làm việc với dữ liệu á, thì cách chạy như vậy á, đối với những cái dạng mô hình kiểu như thế này thì nó lại không thể hiện được chức năng của EV. Đó, nó phát sinh cái vấn đề nó là như vậy. Thì đối với những cái dạng mô hình phức tạp như thế này á, thì các nhà nghiên cứu họ có xu hướng là hoặc á, là họ sẽ bỏ qua cái phần EV và họ chỉ phân tích CV. Thì cái tính phân biệt ở trong CV nó sẽ được đánh giá thông qua các cái chỉ số mà nó được sử dụng rất là phổ biến. Nó sẽ tốt hơn là cái việc mà đi đánh giá tính phân biệt thông qua cái việc mà tách những cái cột biến ở trong ma trận xoay EV. Rồi cái option thứ hai á, là nhà nghiên cứu họ sẽ chọn là họ sẽ chạy chung tất cả các cấu trúc nhân tố trong một lần EV. Và nếu cái kết quả mà chạy chung á, nó cho ra một cái ma trận xoay á, nó ổn, nó tốt, nó phù hợp, thì nhà nghiên cứu họ sẽ sử dụng cái kết quả ma trận xoay đó và họ sử dụng cho những cái phần phân tích tiếp theo. Còn trường hợp nó quá xấu đi ha, các cấu trúc nó bị xáo trộn quá là nhiều do cái mối quan hệ tương quan quá là mạnh giữa độc lập với phụ thuộc á, thì lúc này nhà nghiên cứu họ sẽ chọn là bỏ qua cái phần EV này đi. Một câu hỏi mà mình nhận được rất là nhiều, cũng như là cũng có một số tác giả khác họ đã chia sẻ bằng những cái video hay bài viết ở trên internet rồi đó, thì ở đây mình sẽ trả lời cái câu hỏi này. Đó là có phải chạy SCM á, chạy SCM, chạy CV thì chúng ta sẽ chạy chung EV, còn chạy hội quy trên SPS á, thì chúng ta sẽ chạy riêng EV. Đó, thì cái quan điểm này nó đúng hay không? Thì ở đây mình nói nó là nó không hoàn toàn đúng nha các bạn. Tại sao người ta lại hay truyền tai nhau là cái chạy SCM thì sẽ chạy chung EV và chạy hội quy thì chạy riêng EV? Bởi vì nó có liên quan giữa cái đặc tính của SCM với lại cái hội quy đó các bạn. Với mô hình đơn giản như thế này nè, thì biến độc lập với lại biến phụ thuộc á, nó đã được xác định vai trò rõ ràng rồi. Và do thường thường với cái dạng mô hình đơn giản như thế này á, nó chỉ có một biến phụ thuộc thôi và nó có nhiều biến tác động, và nó có nhiều biến độc lập tác động vào cái biến phụ thuộc này. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ cần sử dụng kỹ thuật hội quy là chúng ta có thể giải quyết được cái mô hình này rồi. Đó, chúng ta không cần phải sử dụng những kỹ thuật nâng cao.
Thì cái việc mà hội quy á, nó chỉ xử lý được những cái dạng mô hình đơn giản như thế này á, thì nó lại vô tình nó hoàn toàn trùng khớp với lại cái lý thuyết là nếu mà xác định được độc lập với phụ thuộc thì sẽ chạy y bay riêng giữa độc lập và phụ thuộc. Còn với cái mô hình mà phức tạp như thế này thì nó được gọi là mô hình SCM. Thì với những cái dạng mô hình như thế này á, chúng ta không thể xử lý nó bằng hội quy được, mà chúng ta phải xử lý qua những phần mềm SCM như là Amos hay là Smart POS. Với cái mô hình phức tạp như thế này á, nó không xác định giữa độc lập với phụ thuộc. Do nó không xác định giữa độc lập với phụ thuộc và các cái biến ở trong này nó có mối quan hệ rất là lằng nhằng với nhau á, thì hội quy trên SPS nó không có thể xử lý được, mà chỉ có phần mềm SCM nó mới xử lý được thôi. Thì lúc này á, cái việc mà chạy SCM á, nó lại khớp với lại cái mô hình phức tạp không phân vai trò giữa độc lập với phụ thuộc, và nhà nghiên cứu á, họ chọn hoặc là bỏ qua EVAI hoặc là họ chạy EVAI, họ cho tất cả và họ chạy chung. Thì hai kỹ thuật xử lý mối quan hệ đường dẫn á, là hội quy với lại SCM á, nó lại tương ứng với lại từng cái loại mô hình khác nhau. Hội quy thì tương ứng với lại mô hình đơn giản, còn SCM thì tương ứng với mô hình phức tạp và là mô hình SCM. Rồi thì mô hình đơn giản á, thì chúng ta phân được độc lập và phụ thuộc nên là chúng ta chạy EVAI riêng giữa độc lập và phụ thuộc. Còn ở mô hình phức tạp á, thì cái vai trò biến độc lập và phụ thuộc nó không có rõ ràng nên là chúng ta sẽ chạy chung tất cả giữa độc lập với phụ thuộc. Đó, thì ở đây á, cái việc mà chúng ta quy định hội quy thì sẽ chạy EVAI riêng độc lập và phụ thuộc, và SCM chúng ta sẽ chạy chung giữa độc lập và phụ thuộc, thì nó không hoàn toàn là đúng nha các bạn. Đó, ở đây á, nó chỉ là một cái kỹ thuật xử lý nó phù hợp cho cái tính chất mô hình thôi. Giả sử á, chúng ta không xử lý hội quy cho cái mô hình này mà chúng ta xử lý SCM cho mô hình này ha. Cho mô hình đơn giản đó, chúng ta không xử lý hội quy mà chúng ta xử lý SCM, thì ở EVAI chúng ta vẫn chạy riêng giữa độc lập với phụ thuộc, bởi vì ở đây nó đã phân ra cái vai trò độc lập và phụ thuộc rất là rõ ràng rồi nên chúng ta sẽ chạy riêng. Đó, nên ở đây á, nó không phải phụ thuộc vào bạn chạy hội quy hay là bạn chạy SCM, mà bạn sẽ chạy chung hay là riêng EVAI giữa độc lập với phụ thuộc, mà nó sẽ phụ thuộc vào mô hình của bạn nó là đơn giản hay là phức tạp. Đơn giản thì bạn sẽ chạy riêng EVAI độc lập và phụ thuộc, còn nếu mà mô hình phức tạp không phân định được độc lập với phụ thuộc thì chúng ta sẽ chạy chung. Cái việc mà phân biệt giữa đơn giản và phức tạp á, thì đối với các bạn mà mới làm nghiên cứu á, nó cũng sẽ hơi là khó khăn. Đó, nên ở đây mình sẽ có một số cái mô hình tiêu biểu ha, một số cái mô hình tiêu biểu mà mình sẽ nói cái quan điểm của mình là sẽ chạy EVAI riêng hay là chung ha. Ở đây mình đang nói là ở góc độ là quan điểm cá nhân dựa trên những kiến thức và mình tiếp cận được ha, và mình dựa theo kinh nghiệm mình xử lý để mình chia sẻ cho các bạn, chứ không có ai xét duyệt về cái nội dung này, hay là cũng không ai là khuyến khích là các bạn phải sử dụng chính xác với những cái gì mình đang nói nha. Rồi ở đây mình có một số dạng mô hình như này. Đối với mô hình số 1 này thì chúng ta sẽ chạy chung hay là chạy riêng EVAI. Với dạng mô hình mà nó có hai biến phụ thuộc như thế này á, thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý bằng hội quy trên SPS hoặc là xử lý SCM đều được ha. Xử lý hội quy á, thì chúng ta sẽ chạy hai cái phép hội quy là từ ABC lên Y và từ ABC lên Z, chúng ta có hai phép hội quy. Thì khi chạy EVAI á, chúng ta sẽ chạy là 3 lần EVAI ha. EVAI cho ABC là chung một lần EVAI này. Rồi chúng ta chạy EVAI riêng cho Y và chúng ta chạy EVAI riêng cho Z. Thay vì việc phải chạy hai hội quy á, thay vì việc phải chạy hai hội quy thì bạn có thể chạy SCM một lần thôi để cho nó ra kết quả luôn cũng được ha. Chúng ta sẽ đánh giá được cái 6 cái mối tác động này cùng một lúc trên một diagram của SCM thôi. Thì cái cách chạy EVAI á, thì với trường hợp mà chạy hội quy hay SCM, chúng ta vẫn chạy là ba cái EVAI, mình nghĩ nó sẽ là phù hợp hơn, là EVAI giữa độc lập riêng nè, EVAI của thằng Y riêng và EVAI của thằng Z riêng. Và nếu mà các bạn chạy chung á, mà kết quả nó ra tốt thì ok, các bạn sử dụng nó thôi. Còn ở đây á, thì mình khuyến khích với cái dạng mô hình như này thì các bạn nên chạy riêng thành 3 lần EVAI. Đối với dạng mô hình thứ hai, đối với mô hình như này thì chúng ta nên chạy SCM thì sẽ phù hợp hơn, bởi vì chạy hội quy á, chúng ta phải chạy tới 3 cái hội quy, và cái phần hội quy từ X lên Y với lại hội quy từ X lên Z á, hội quy nó chỉ có một biến độc lập tham gia thôi thì nó cũng không có hiệu quả lắm trong cái việc mà đánh giá tổng thể toàn bộ mô hình á. Thì với trường hợp mô hình như này này, các bạn nên chạy SCM. Rồi, vậy thì EVAI chúng ta sẽ chạy chung hay là chạy riêng nè? Theo mình thì trong trường hợp này mình sẽ ưu tiên là chạy chung nha các bạn ha, chạy chung khoảng 60%, còn 40% là mình sẽ chạy riêng. Nhưng mà chạy riêng á, chạy riêng đây mình sẽ chạy riêng như này nè, mình sẽ chạy ABC riêng
nó là độc lập rồi. Nó độc lập, ba nhóm độc lập nó riêng, nó không có vai trò là trung gian ở đây. Thì nó độc lập thì mình cho nó một nhóm riêng này. Còn ba cái yếu tố bên này á, thì mình sẽ chạy X riêng một cái EFA và Y với Z riêng một cái EFA. Hoặc là mình sẽ chạy chung cả X, Y, Z này chung một cái EFA ha, nếu mà nó tốt. Còn nếu nó không tốt thì mình tách riêng ra, mình chạy riêng vậy thôi. Rồi ở đối với mô hình số 3, mô hình này thì các bạn có thể xử lý được bằng hội quy hoặc là SCM đều được nha. Còn chạy EFA thì mình sẽ chạy riêng, riêng ABC thành một EFA, chạy riêng Y thành một EFA và chạy Z là một EFA ha. Trường hợp này thì mình hoàn toàn ủng hộ cái việc chạy riêng. Đối với mô hình số 4, mô hình này thì nó rất là phức tạp rồi, rất là nhằn. Trong trường hợp này thì mình sẽ đề xuất cái việc chạy chung nha. Còn nếu mà chạy chung mà kết quả nó không tốt á, thì các bạn tách ra chạy riêng ha, chạy riêng ABC riêng nè. Còn X, B, Z và N thì các bạn sẽ chạy riêng một cái EFA khác. Có nghĩa là nếu mà chạy riêng á, thì mô hình này bạn có thể chia nó làm 2 lần EFA là ABC và cái phần còn lại. Đối với mô hình số 5, mô hình này thì chắc chắn phải chạy chung rồi, nó không thể chạy riêng được. Bởi vì nó chỉ có một biến độc lập A này thôi nè. Đó, còn bao nhiêu là các mối quan hệ của nó rất là lằng nhằng và nó có nhiều biến trung gian. Đó, mô hình này là chạy chung nha. Option chạy riêng nó không có phù hợp. Rồi, trường hợp này nó có thêm cái biến điều tiết M nha các bạn. Với những cái mô hình mà có biến điều tiết á, mình luôn đề xuất cho các bạn là chạy cái biến điều tiết riêng ha. Dù mô hình nó như thế nào thì điều tiết là bạn phải bỏ riêng nó chạy một mình nó thôi. Còn những cái biến còn lại là E, Y, Z và P thì mình đề xuất là sẽ chạy chung cái EFA cho nó ha. Ok, thì chốt là cái nội dung chính của video này á, việc chạy EFA chung hay riêng á, nó phụ thuộc vào tính chất mô hình của bạn, nó là đơn giản hay phức tạp thôi, chứ không phải phụ thuộc vào kỹ thuật xử lý là hội quy hay là SCM. Ok, thì đó là tất cả nội dung chính của video này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.